F0 có gội đầu được không? Theo tiến sĩ Phạm Việt Hoàng, nguyên là phó giám đốc của Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam, COVID-19 theo quan điểm của y học cổ truyền là gọi là di chứng ôn dịch của học thuyết, ôn bệnh học và có tên là cảm mạo ôn bệnh. COVID-19 là một loại bệnh ngoại cảm có tính truyền nhiễm và lây lan. Theo nguyên lý y học cổ truyền thì vị trí gây bệnh của COVID-19 là ở tạng phế, tỳ, nghĩa là hô hấp và tiêu hóa. Thuộc tính của nguyên nhân gây bệnh là thấp độc, nghĩa là các yếu tố dịch bệnh trong môi trường ẩm thấp. Tùy theo chính khí của mỗi người hoặc phối hợp thêm các nguyên nhân như nhiệt, thấp, đàm mà thời gian phát bệnh, nhiều thể bệnh và mức độ bệnh lý nặng nhẹ khác nhau trên lâm sàng. Về thông tin bị COVID-19 có gội đầu được hay không? Tiến sĩ Hoàng chia sẻ rằng người bệnh hãy lắng nghe cơ thể của mình. Khi có bệnh mà cơ thể vẫn khỏe mạnh bình thường thì vẫn tắm và gội đầu. Mặc dù vậy, người bệnh cần phải tuân thủ các nguyên tắc như gội đầu bằng nước ấm, gội nhanh, gội trong phòng kín gió. Có thể dùng các loại lá thảo dược như là hương nhu, sả và bồ kết để gội. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.